gì từng 10 làm gì, ghi lại cái bài tối với bài 6, bữa có nghe không? Đó thầy trừ con 2 điểm nha không? Thì chỗ đi. Nãy bạn kia đứng đâu? Dạ. Nãy bạn kia đứng ở đâu? Rồi đọc đi. Câu 4. Đọc cho bạn câu hỏi đây. Đọc cho nó câu hỏi. Làm thế nào để xác định được phương hướng trên bản đồ? Chuyển hướng trên bản đồ người ta dùng. Chuyển tuyến để xác định phương hướng trên bản đồ. Với những bản đồ không thể hiện mạng chuyển tuyến người ta dùng. Chuyển hướng nam hoặc mũi tên hướng bắc. Rồi câu 5. Do trái đất không cách mặt trời quá xa nên hợp lý không có lượng vuông quá xa nên nhận được một lượng ánh nhiệt và ánh sáng phù hợp, không quá nóng không quá lạnh. Ok, đề cương nãy ghi trừ 2 điểm đâu? Dạ, đề cương rồi. Cái này thằng kia khác hả? Dạ. Sorry. Để hợp với sự sống. Có một vượt chưa con? Dạ, có một. 9 điểm rưỡi. Tên gì? Dạ, tên Bảo. Ráng học nha con. Dạ, ráng học mốt kiếm tiền cho ba mẹ. Ừ, đúng rồi. Học ngu là khỏi ghê, đó, lo thân mình không xong luôn á. Dạ, đọc con. Ngu là mang mốt là mang mày. Ngồi xuống, im lặng. Đọc đi con. Câu số 4, lên trả cho thầy câu 4, câu 5, nha không? Chừng nào thầy đổi câu hỏi, thông báo. Thầy đọc đi, câu 4 được không? Để xác định phương hướng trên bản đồ, chúng ta sử dụng hệ thống kinh vĩ tuyến. Đối với những bản đồ... Dạ bảo lên bản là con làm câu 6 với B con. Kim chỉ nam hoặc thiết đơn không này? Ừ. Kinh vĩ bắc. Rồi, câu 5. Nằm ở vị trí hợp lý, không quá gần cũng không quá xa mặt trời nên được cung cấp một lượng nhiệt và độ và ánh sáng phù hợp, không quá nóng không quá lạnh để sự sống tồn tại và phát triển. Rồi 9 điểm rưỡi. Ráng học nha con. Tên gì? Số 6 đến số 10, Nhật Giang, Dân Hà, Gia Hân, Nguyễn Gia Hân, Lê Chí Hiếu. Hồi nãy bên lớp kia vui em, tôi kêu im lặng mà nói chuyện cái hồi các bạn nó có một điểm à. Ha, à, đọc đi con. Đọc cho nó câu hỏi đi. Làm thế nào để xác định được phương hướng trên bản đồ? Xác định phương hướng trên bản đồ dựa trên hệ thống kinh vĩ tuyến. Nếu bản đồ có kinh vĩ tuyến thì nó dựa vào kinh chỉ nam. Rồi câu 5. Bạn nào lên đây còn đọc vậy? Con đứng trên đây. Đứng lên. Nam bàn số 1, 2, 3, 4. Nãy nói chuyện nên thầy được cho con 9 điểm, trừ 2 điểm còn 7 điểm. Xuống tuyệt đối im lặng cho thầy, nghe chưa? Ráng học đó nha. Rồi nói chuyện nha, còn 1 điểm á. Rồi câu 4. Để xác định phương hướng trên bản đồ, ta sử dụng hệ thống kinh vĩ tuyến. Nếu bản đồ không có hệ thống kinh vĩ tuyến, ta dựa vào... Rồi đọc câu 5 đi con. Vì sao trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời? Trái đất bán mặt trời là hợp